Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em." Yêu thương trở thành điều răn mới vì Chúa Giêsu đòi chúng ta phải yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu. Nếu không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta có thể yêu như người yêu được? Chính vì thế, trước khi công bố điều răn mới này, Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, trong đó có Giuđa, người sẽ phản bội người. Mặc dù biết Giuđa có ý định phản bội, nhưng Chúa Giêsu vẫn cúi xuống để rửa chân cho ông. Người cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ tình yêu ngay cả khi Giuđa phản bội. Người tiếp tục bày tỏ tình yêu khi chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa, như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng. Chúa Giêsu muốn cho Giuđa và các môn đệ cảm nhận được tình yêu của người khi cúi xuống rửa chân cho các ông. Đức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Người sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên thập giá. Đức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu không cảm nhận được tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng không thể yêu nhau như người muốn được. Một quy luật hết sức tự nhiên: một người càng có kinh nghiệm yêu thương thì họ càng có xu hướng sống yêu thương. Ngược lại, một người càng có kinh nghiệm về bạo lực thì họ
có xu hướng sống bạo lực. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con trong tuần thánh này không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm tình yêu của Chúa qua mầu nhiệm tử nạn, nhưng còn biết để cho Chúa chạm vào và chữa lành những vết thương do tội lỗi chúng con đã gây ra, để mỗi người chúng con đều có những kinh nghiệm về tình thương của Chúa dành cho mình. Nhờ đó, chúng con mới có khả năng yêu thương người khác.